Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với lại US Grocery Channel. Thì hôm nay mình sẽ upload lên cái video mình chơi PUBG Mobile. Thì cái video này quay rất lâu rồi nhưng mà mình chưa có dịp đăng lên. Thì sẵn gì thì hôm nay đăng lên luôn nhé các bạn. Ok, let's go. Không biết nhảy đâu ta. Nhảy school không được, nhảy Pochiki không được, vì mình sợ mới vô là chết sớm đó. Mình không phải là như là những bạn kia mà như khóa nhảy vô những cái chỗ thì dễ chết đó. Thôi chắc mình nhảy cản đi ha. Thôi phải nhảy cản như là gần cản thôi. Nhưng mà nhảy tới không nữa. Đây là lần đầu mình chơi solo cho nên không biết thực lực của mình đến đâu, nhưng mà để coi nhé, để coi. Okay. Đi nè. Ôi mình nghĩ là không tới rồi. 4.000 mét, 4.000 mét không tới. Ôi giời ơi, mình không tới rồi. So cái map có nhiều bạn hỏi á, thì nếu mà chơi cái map Engro này á, thì mình nên bắn bằng súng gì, thì trả lời nhé, này tùy theo sở thích. Thì giống như là, nhưng mà mình nên bắn á, bắn M4 hoặc là Sky hoặc là Uzi hoặc là K98. Đó là những súng mà basic thôi, mình chưa kể đến những súng còn mạnh hơn nữa, giống như là M24 hay là Grozan hay là Op hoặc là người ta gọi là AWM. Nhưng mà đó là những súng basic mà bạn nên sử dụng: Sky M4, Uzi, K98. Nó rất là dễ bắn và nó có thể giết địch nhanh hơn. Ôi trời ơi, nhảy không tới rồi cho nên mình phải giống như là đây thôi, vô nhà xin lụm đồ. Và mình có advice về cái này nhé. Nếu mà chơi cái map này á, thì là bạn lấy nhiều cái bơm khói, tại vì thường thường là bạn lấy nhiều bơm khói thì bạn có thể đi chạy đi khỏi địch, đúng không? Bạn chạy khỏi địch hay là mình chạy chỗ, hoặc là mình có thể giống như là dùng để che mắt đối thủ, để cho mình bơm có thời gian bơm nó. Thì cái map này rộng cho nên mình phải sử dụng nhiều bơm khói lắm. Ok, tôi có nhà chứ này, nhưng mà không ai hết. Xa thế. Có thằng giết shotgun luôn. Chạy mệt lắm đó nha. Ui giết nhiều thế. Ok, chạy vô nhà thôi, vô nhà lấy đồ thôi nè. Một cái shotgun. Mình tưởng nghe tiếng người. Tưởng tượng thôi mà, tưởng tượng chỉ là tưởng tượng thôi. Shotgun á thì mình ít hay sử dụng shotgun tại vì nó chắc mình không hợp với nó, tại vì nó khi mà mình dùng shotgun mình bắn rất là dở. Nếu mà bắn người á thì nó rất là dở, nếu mà bắn boss á thì mình bắn rất là giỏi với shotgun. Mình không hiểu tại sao nhưng mà nó được. Bắn mọi người thì mình thấy Uzi hay là M4. Còn Eo thì ít hay sử dụng. Nhưng mà tùy theo nha. Mình nói là cái súng mà mình đã liệt kê á, những cái súng mà basic á, thì là nó có thể giúp bạn sống sót thôi. Sao thế?
không biết bao giờ mới đến. Cảm ơn, không có ai thấy nha, thấy là chết một luôn rồi. Có nhà kia cả lút luôn đi. Bây giờ ơi, cảm ơn mình làm được cái vui gì hay gì đó để bắn cho nó đã. Đây là M4 cũng được. Buồn vô nhà lệ vệ sinh này lút đi rồi xong rồi qua nhà kia. Ôi ôi ôi, mình làm được cái Uzi rồi. Ok, bây giờ hết rồi, đã rồi. Nếu mà tìm được người hay là con boss gì đó, mình bắn hết. Mình chạy đổi cây M16 nè. Tại sao bên mình bắn rất là dễ. Có rất nhiều người như là YouTuber hay gì đó sử dụng shotgun, nhưng mà đối với mình thì nó bắn rất là khó, rất là khó bắn. Chắc mình không phải là tay to cho nên mình không bắn được thôi. Ôi giời ơi, bây giờ đi nè, bò còn lâu lắm, 53 giây. Chắc đi tới chỗ kia thì được. Có mấy người ta. Đấy, người ta giết cho người, bây giờ mình không có kill nào. Ôi, xịt là tội mình quá vậy. Để xem có ai không. Không, trời ơi, bot đâu, đâu lấy nào. Subscribe này ai hết về. Thôi thật là khổ quá đi. Không nghe tiếng chân lại nhé. Nani tay tay của mình nó có vấn đề ta. Thôi kệ đi, mình có Uzi rồi, mình có M16 thì cũng đỡ thôi, nhưng mà mình có Uzi rồi thì thôi bắn đi. Mình có thì bắn hết. Mình đã giỡn rồi chứ mình không quên bắn nữa. Mình nghe tiếng người, mình nghe tiếng người. Nó làm sao mình đó. Bot hả? Ôi trời ơi, ôi trời ơi, mình tưởng là người mở ra là tưởng là nó bắn mình rồi, hay nó chạy thẳng lên luôn. À, các bạn hỏi là làm sao phân biệt được bot hoặc là người thì bot á, nó vắn tắt là robot, giống như là máy tính tự động đó. Nó nếu phân biệt được bot á, thì mình phải giống như mình phải nghe tiếng súng và nghe được tiếng bước chân. Tiếng súng á, thì là nó bắn chậm lắm, giống như là bắn từng viên đó. Còn tiếng bước chân thì giống như nó khi nó đi á, nó đi cảnh nhắc, giống như là mình nghe tiếng bước chân mà giống như là đi kiểu từ từ á. Đó, thôi mình đổi qua Skyl nha, bắn M16 khổng lắm. Đó, Skyl là một trong những súng đơn giản mà mình có thể sử dụng. Không ai hết. Ok, bây giờ quay trở lại nhé. Thì đó thì tiếng bước chân giống như là nó đi càng nhắc giống như vậy thôi. Còn khi mà giống như boss bắn á thì mình máu có chút xíu thôi, không có nhiều lắm, không có nhiều bằng lắm. Người bắn cái là mất rồi nhiều máu. Là mình nhắm hai rồi, ok, sang người được rồi đấy. Sao mày cứ có linh cảm là có người nào ở đâu người đấy lắm.
có linh cảm thôi nha, mình không biết sự thật hay không nhưng mà có linh cảm thôi. Thì như chỗ này chưa có ai lút thì vẫn thấy còn còn rất là nhiều đồ nha, nhưng mà toàn là súng độc công, súng handgun không à. Ồ, bò tới rồi, bò tới rồi, bò tới rồi. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, bò nó còn nó xa quá vậy, nãy mình thấy bò gần hả, gì kịp vậy. Rồi rồi, thôi toan rồi, thôi toan rồi, chạy xúc quần luôn rồi. Ồ, và có nhiều người hỏi là mini 14 bắn được không anh? Thì cái mini 14 á, thì nó theo anh nghĩ nha, nó không tốt cho cái Mac and Pro bắn bắn từ xa á, bắn mini không bắn được. Mặc dù có scope 6 đàng hoàng nhưng mà không bắn được. Nếu bắn như là giống thôi nha, giống như là shotgun thôi. Nhưng mà mình phải canh cho kỹ nếu mà bắn mini 14, tùy theo bạn, tùy theo bạn. Tưởng có bịt máu đầy lận nhưng mà không có thì tức thiệt chứ. Ôi chạy bo rồi, bo xa quá. Bo rộng như vậy mà tới còn 5 người sống rồi. Cũng nhiều này, cũng nhiều người chết đấy. Ôi thiệt tôi rồi. Ôi chắc mình bơi qua thôi. Nhưng mà hy vọng là không có ai cạnh mình bắn nha. Như thế là anh ra lắm rồi đó nha. Giỡn thôi, như thế là mình không thể bắn được cái gì hết nếu mà mình bơi mà bị ai bắn. Mình tính lấy thêm một món mà không có đâu nè. Mình nghe có tiếng người, mình nghe tiếng chân nè. Anh em quá đó, có tiếng chân nè, rồi chân nhà. Nhảy xuống rồi. Ôi, trời ơi. Đó là người đó, đó là người đó. Thằng đó là người đấy. Ồ, phải người không ta? Sao người mình như đó, giống như boss, người mà giống như boss vậy? Thứ nhất là người, giống như boss á, không, nó không bao giờ lệnh. Giống như lượng thuốc hết, theo mình thấy nha, nó không bao giờ lượng thuốc hay là gì hết, thuốc giảm đau nó không bao giờ lượng. Để sống rồi, sống rồi, trời chết tôi rồi. Ôm kìa trời, thôi nhảy qua đi. Ôi không ai bắn gì nhá. Ôi dồi ôi, bom kìa, bom area kìa. Trời ơi, hồi, oh my god, nữa, con nữa. Ôi chạy. Không biết ở đây có máu không ta? Ui trời ơi. Ui trời ơi, nó đây, từ từ đem vô nhà cái. Ôi trời ơi, nó đi. Đem chạy bon nữa anh ơi. Ok, thôi chạy luôn đi.
Nhiều máu quá. Ồ, hơi quá. Sao thế nha? Ôi, tôi nhớ giết dăm dăm. Rồi mình bây giờ mới có 2 kill mà còn 18 này. Ôi giời ơi. Này mình không kill nào. I mean, không ấy. Mình chỉ có 2 kill thôi. Không giết được ai. Thế nha. Mình muốn giết thêm nhiều quả nữa chứ hai kill hai kill ôi giời mình không bắn được rồi. Ôi bò xa thế, từ từ anh đừng có đốt em nhiều thế. Ôi giời bò đốt đầu quá hồi bằng cái đã chỉ đã đốt đầu thế. Ồ, bò chiếc mặt mình kìa. Rồi vô coi, rồi vô coi thôi. Không mấy người. Chị chân lấy nó vô bò hết rồi. Trời ơi. Ôi giời ơi, tụi nó giết nhau âm âm kìa. 11 kill, có lộn, 10 người còn sống, 11 người còn sống. Bỏ xa thế. Chạy mày quá. Cái này là mình đã uống painkiller rồi đó, nhưng mà chạy nhanh rồi đó. Ôi trời ơi. À, thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. À, nhưng mà mình vô mình cũng phải chạy thôi. Là vì bó cái là đau lắm đấy. Bó này hình như là bó thứ ba thì phải. Nãy giờ mình không nhìn đi đâu luôn. Mình dán chạy chạy vào bó nè. Mình không nhìn thấy địch luôn. Mình dán chạy vào bó thôi. Rồi tới rồi tới rồi. Giờ mới bơm máu và chạy tiếp đây. Còn đúng mình máu cuối cùng. Bây giờ còn đúng máu cuối cùng bạn ơi. Thôi chạy bò bò đi là tính. Tính sao tính. Chị bò đốt đau lắm. À, mình kiếm thêm bịt máu nào gần đây thôi. Mình một giây nữa, để là nó thu bò lại nữa. Rồi anh nhanh đi nào. Thiệt luôn chứ. Có bịt máu, ồ, có sát đây này. Ồ, không có máu. Giết xong nó bỏ chạy hết rồi. Ủa rồi. Oh my god, không có bị mất. Có bán đất mà. Nhưng mà không có máu. Mình cần medkit. Ơi, 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 có người, có người, có người, có người. Có người, đó là người đấy mà. Người đấy. Tại bot không bao giờ biết đất. Ở đó nó cảm thấy. Nó quăng bơm kìa, nó quăng bơm kìa. Thấy mồi rồi, mới quăng bơm kìa. Hay quá. Bắn đi, ê. Trời ơi, tưởng gì quăng bơm á. Làm sao đổi Uzi của tôi. 3 kill. Ôi giời ơi. Nhưng mà không máu, không hết máu rồi. Ôi giời ơi.
Thôi chạy 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 thôi, chạy là thượng sách. Như bo thu nhỏ rồi đó, thôi đi 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 đi. Oh, ngồi nha. Xong rồi lại tóc. Bo mà gần school luôn. Bo gần school đó, tại school là nơi tập trung nhiều người lắm, nhiều người bắn lắm. Bo gần school là thôi xong rồi, mình phải canh chừng kỹ gần school. Không có gì hết mà mình chắc chạy qua những phần nào đi, ngồi để coi nhá. Rồi trời ơi, thắc mắc là tại sao mình không luận những cái thính thì để giờ mình đi mình không thấy gì hết đấy. Mình ra chạy cái thính nhưng mà không biết thính ở đâu và không có xe chạy nữa. À quên, tại sao không lấy xe? Ôi giời, sao mình ngốc thế nha, mình chạy nguyên bộ, nguyên đại bộ như cái một đoạn đường. Ôi chưa phải nút nè, không chưa nút hả? Ôi giời, trong của chắc ăn bạn ơi, lỡ nó bắn ngay đằng sau mày cái là vui lắm đó. Có nhiều bạn hỏi rằng tại sao lại không bắn UMP, thì UMP bắn được chứ, nó bắn cũng được, nó cũng giống như là Uzi, bắn được, bắn gần được nó dùng scope 6 chứ. Nhưng mà mình lười bắn UMP các bạn ơi, nó mình chỉ mình, các bạn chỉ biết là mình lười thôi chứ UMP bắn được đấy, nó gây đam nhiều lắm. Mà tại sao mình lại đâu rồi mình bị lát à? Tại sao mình lại đóng cửa? Tưởng cô này chưa lút mà tại sao bỏ ít nha? Hay là nó lút rồi nó chuồn rồi? Hay là nó cho tưởng là mình chưa lút ta? Ủa? Ê, giờ có người lút rồi. Ôi giời ơi, cửa mở nè, nhưng mà cửa bên kia đâu có mình. Đúng rồi, nó mở rồi. Trời ơi, mình thấy đằng trước mà hình như có người sao đó, nhưng mà không biết, để coi coi. Cái nào còn độ đây. Mình phải check kỹ trước khi chạy bo này. Thì mình không check là mình chạy bo cái là nó bắn vậy đó. Còn 6 người mà mình được 3 kill, không thể tin được. Solo mình tệ đến vậy sao? Thôi chạy bo thôi, chạy bo thôi. Thì mình không muốn bị bo đốt đâu. Rồi nó spring lại kia, nó giảm lại kia. Mình vô rồi. Kiếm đồ không thấy. Không thấy cái gì cần thiết hết vậy. Lấy bật boss rồi. Yeah, hay quá. Ủa, chết mồ, không đủ rồi. Tức thế. Rồi uống cho nó coi. Đây vậy. Bây giờ như vậy chúng ta lúc có xe kìa, nghĩ ở đây có người hay sao đó, nghĩ lắm. Tây một
Để mình chuyển qua thế giới thôi. Hello, sao không? Có ai không? Mình đây nè, bắn đi, mình xả thương bắn nè. Có ai không? Ôi giời ơi, quên. Mình tắt rồi. Mình đã tắt nhưng mà mình cùng nghĩ. Mọi người tiếp xúc sao? Đâu thế nhỉ? Chết được rồi. Đây một cuối rồi. Đâu thế, nó bắn đâu thế nhỉ? Ủa, mình sát bo luôn. Đấy, mọi người. Nhưng mà mình cần biết nó bắn đâu. Để mình chạy ra nó bắn thấy mồ luôn. Chắc đằng trước đó. Thôi đồng chạy đi hơn. Chạy lướt rồi xong rồi đi không. Còn 4 người thôi, còn 4 người. Cấp 1 nè, cấp 1 nè. Làm lấy cấp 1 thôi. Mà top 1 lấy 3 kill. Ôi giời ơi, nhiều thế. Chạy theo thôi, chạy thôi, chạy thôi. Chết mồ, bonus rate rồi. Không dám chạy lên. Sợ bonus, một sợ nó bắn cái chết đi. Đánh. Hả, thấy rồi, thấy rồi. Ô, thấy rồi. Nó trước mặt kia trong cái này. Ủa, mình nghe tiếng nhau, tiếng nhau, tiếng nhau. Ê, mày nhéo đi. Ê, ê, chết chết một ơi, chết một rồi, quên bơm máu, trời ơi. Thôi, video đến đây kết thúc các bạn. Hẹn gặp lại những video của Bookchin nhé. Bye bye.